Xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Thắng Audio là kênh chuyên các sản phẩm âm ly loa hàng nội địa. Thắng Audio giới thiệu với các bác một con Equalizer ADC-MK2. Con này với cấu hình mỗi bên sở hữu là 12 cần và tổng của con ADC là 24 cần và có 3 đường cắm vào: đường tap moon, đường tap out và đường input. Con này thì cao khoảng 16 cm và sâu là 17 cm và ngang con này là size 43. Em xin mời các bác thẩm âm nghe nhạc. Và con này hiện tại thì có giá ở Thắng Audio là hơn 6 triệu. Các bác cụ thể alo cho em theo số 0983698887 ở số 67 ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai. Em xin mời các bác nghe nhạc, em quay luôn. Đây là nhạc không có equalizer, chưa qua equalizer. Và nhạc có equalizer nó sẽ khác hẳn. Em sẽ bật equalizer cho các bác nhạc nghe luôn. ADC thì giải rất là rộng, như các bác nhìn trên màn hình giải tần của nó chia cực kỳ là chi tiết. Tùy tần tần số của các bài nhạc mạng, có nhiều bát, nhiều tiếng chung và nhiều tiếng tép, tùy các bác điều chỉnh, bởi vì con này giải của nó cực kỳ là rộng, chi tiết. Các bác nghe lọc âm rất là trong. Có nhu cầu sở hữu con ADC Equalizer MK2 SS2, liên hệ với em theo số máy 0983698887. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.